Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Trà My. Mình sinh năm 1993. Mình cao 1m61 và nặng 43kg. Hiện tại mình đang là học viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Mình già rồi. Mình già thật rồi. Khóc thật rồi nè. Flower garland and the over rule of the world literary. Rồi ok rồi, xong. Em đã chứng minh rồi. Đúng không chị? Em nói